Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Iron Beauty. Hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi vừa thực hiện xong một cái combo xóa sửa lông mày cho một vị khách hàng rất là xinh đẹp. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Livestream hả? Mình tên là Nguyễn Phương Giang, mình đến từ Hà Nội. Vâng, chị Giang ơi, thế thì không biết là cái lý do vì sao mà chị Giang lại biết đến DK ạ? Mình xem trên Insta, Facebook. Vâng, thì trước khi mà để cho mọi người ngắm nhìn cái cặp lông mày mới của chị Giang thì chị Giang có thể chia sẻ về cái tình trạng lông mày cũ của mình được không ạ? Lông mày cũ của mình là lông mày bị hỏng và bị đậm, lệch. Vâng, thì sau đấy là mình sau khi tìm hiểu thì mình đến đây để xóa cái lông mày cũ. Thì các bạn tư vấn là làm luôn khắc luôn lông mày, làm lông mày mới. Thì mình cũng xóa ở đây là hơn 10 lần. Vâng. Nhưng mà dịch vụ rất là tốt và không thấy đau và không bị sẹo. Dạ, vâng. Không bị hỏng đến cái lông mày cũ, đến vâng. Cái lông mày thật. Dạ. Và chắc là chị cũng đã tìm hiểu khi mà tìm hiểu trên fanpage của DK thì cũng biết được là DK đang sở hữu cái công nghệ laser hiện đại nhất và hiệu quả nhất hiện nay, đúng không ạ? Mà đặc biệt là nó vô cùng an toàn so với cái tình trạng lông mày cũ của chị ý. Thì sau khi mà xóa ở tại DK là hơn 10 lần, đúng không ạ? Đó, nhưng mà chắc chắn là nếu như mà mình xóa ở những cái cơ sở khác có những cái công nghệ mà nó là đời cũ đó, nó làm thứ nhất là ảnh hưởng đến da của mình này, thứ hai nó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa đấy so với lại cái công nghệ hiện đại ở tại DK. Thì như chị Giang vừa chia sẻ thì là trong suốt cái quá trình xóa thì không hề đau rát hay là khó chịu gì, đúng không ạ? Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì chị đã được Master One Vivo của chúng tôi thiết kế cho chị một cái dáng mày hoàn toàn mới và khác xa so với cặp lông mày cũ. Thì bây giờ xin mời máy quay sát hơn một chút nữa nhé. Như mọi người có thể thấy thì với cái công nghệ xếp sợi siêu tự nhiên này đó, thì master của chúng tôi thì đã thiết kế cho chị Giang một cái cặp lông mày với cái dáng mày hoàn toàn mới và đã khắc phục được hết những cái nhược điểm cũ của cái cặp lông mày cũ rồi. Nhìn như thế này thì chắc chắn là sẽ khó có thể nhận ra được đây là một cặp lông mày từng bị hỏng nặng, đúng không ạ? Thì chị Giang không biết là sau khi mà được làm lại một cặp lông mày hoàn toàn mới như thế này thì cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào ạ? Mình mới đợi bao nhiêu mà mình rất là mình làm trước khi đi vào cái đi sợi của chị ý thì em thấy nó khá là ưng ý thôi. Chắc là khi mà bong thì nó sẽ hợp ý hơn, nó sẽ mờ lại 90% rồi, đúng không ạ? Cái lỗi mình cũng nhìn thấy cái dáng rồi. Dạ vâng, cũng thấy ưng. Và quan trọng là bây giờ không còn cái dấu vết của lông mày sửa nữa, khiến chị đã cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn những chia sẻ của chị Giang rất là nhiều. Và chắc hẳn là những cái chị em nào mà có những cặp lông mày hỏng này, lông mày lỗi khiến cho tất cả các chị em mất tự tin, thì các chị em hãy gửi ngay cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng ở tại DK nhé. Cảm ơn chị Giang rất là nhiều, và thay mặt đội ngũ DK thì chúc chị với cái cặp lông mày mới này sẽ luôn luôn là tự tin và luôn luôn xinh đẹp chị nhé. Dạ vâng ạ, và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào cả nhà.